Close the bathroom door. It's going to be fancy. No, that's alright. This is pretty. Alo ạ, đây có phải là số điện thoại của anh không ạ? Đúng rồi. À vâng ạ, em gọi cho anh từ bên công ty mỹ phẩm Jimmy, từ phụ kiện mà tới sang phân phối trên toàn quốc. Em vừa kiểm tra hệ thống thì thấy anh đã sử dụng sản phẩm bên em trong 6 tháng vừa qua. Hôm nay em gọi điện là để xác nhận địa chỉ của anh và gửi tới anh một sản phẩm tri ân như một lời cảm ơn tới anh. Và không biết anh còn ở địa chỉ là đúng rồi. À vâng, quà tặng bên em gửi anh là một lọ nước hoa Chanel là Gucci, và bên đối tác Chanel Gucci đã hỗ trợ miễn phí 100% giá trị sản phẩm thì trong 3 đến 5 ngày nữa anh để ý nhận quà của em được không ạ? Thì sản phẩm này đã được Chanel hỗ trợ miễn phí 100% giá trị sản phẩm nên anh không cần phải gửi chi phí sản phẩm cho bên vận chuyển nữa anh ạ. À, mình đổi cái nhà ở rồi. Được hả? À vâng, em đã nói vì sản phẩm này từ bên nước ngoài thì hải quan, đó là cơ quan quân đội tiền bốc thu từ bên em không thu anh ạ. Chỉ có 39.000 tiền hải quan và 40.000 tiền đóng gói vận chuyển từ bên Pháp trở về. Và khi về tới Việt Nam thì bên em trả lại của anh 20.000 tiền phí bảo hành chất lượng cao anh ạ. Tức là khi nhận quà anh chỉ cần gửi cho bạn giao hàng tất cả là 99.000 thôi anh ạ. Thì tầm 3 đến 5 ngày nữa anh có đồng ý để lại quà hộ em được không ạ? Rồi, nhưng mà mình đổi địa chỉ nhà rồi. À vâng ạ. Thế thì để anh cho em xin số địa chỉ mới được không ạ? À 3/5. Anh nói lại ạ. 3/5. 3/5 rồi ạ. Đường Mậu Thân. Thanh ạ. Và quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cái gì ạ? Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Rồi.